Chắc hẳn quý vị cũng biết ngày hôm nay là ngày 29, ngày mai là ngày 30. Dù sao ngày 29, 30 thì cái ngày này là quý vị cũng biết là một cái ngày đánh dấu một ngày lịch sử ai trong chúng ta cũng không có thể nào quên được. Một cái biến cố mà khiến thay đổi luôn cả đời người và vận nước luôn, phải không các anh chị? Đời người và vận nước thay đổi trong cái ngày này. Không đúng, cái câu hỏi này hay. Anh Tông Hòa nói ngày này năm xưa nay ở mô. Nếu anh ở đâu thì tôi ở đó, chúng ta cùng ở một đất nước thương yêu. Nhưng mà không có được cái phúc là ở lại trong đất nước đó để tiếp tục, vì chúng ta không chấp nhận sống với cộng sản, chúng ta muốn được tự do. Chúng ta đã bỏ phiếu bằng cái đôi chân để đánh đổi, có những người đánh đổi mạng sống những người thân của mình, bạn sống chính mình và nhiều hơn thế nữa. Xin thì đại khái chỉ biết vậy thôi. Ngày này năm xưa, ngày này 43 năm về trước, kinh khủng quý vị. Nhiều khi không muốn nhớ mà quên thì không thể quên. Nhiều khi tôi muốn quên đi đó, tôi nói thiệt cùng quý vị nha, cá nhân tôi muốn quên đi để không có còn nhớ tới cái ngày 30 tháng 4 nữa, nhưng mà không thể quên. Hầu giống như là nó khắc cốt ghi tâm rồi. Nhìn cái gì cũng nhớ cái đó. Cũng muốn buông anh. Tôi nói tôi có thể buông tiền được, buông bạc được, buông cái gì cũng được, buông hết tất cả. Nhưng mà cái tâm của mình, nếu mà tôi còn ở trong đất nước là một cái chuyện khác. Bởi vậy có những người họ nói tôi là thôi sao mà cực đoan quá đến nỗi mà còn mang hận thù. Tôi không có thù. Nói thật ra là tôi không có thù những cái kẻ mà hành hạ tôi đó, tôi không có thù. Vì có lẽ cái đó là cái tội của tôi bây giờ, cái đó là có thể là tiền kiếp tôi làm tội thì bây giờ tôi trả. Cái đó tôi không có hận thù, nhưng mà tôi không có quên. Tôi không có quên được quý vị. Đúng, anh vết thương Việt Nam, nỗi đau còn đó làm sao quên được. Khó quên lắm, muốn quên mà quên không được. Quý vị nên biết là có những người mà họ mượn rượu để giải sầu. Mà nên nhớ là càng rượu càng say chừng nào nỗi sầu càng tăng lên chừng đó. Thì rượu đâu phải là một cái nguyên lý để giải sầu. Dạ đúng rồi anh Mưa Trên Phố Quế. Làm sao mình quên được? Tôi nghĩ là không. Trên đời này nếu mà có cái gì mà làm cho mình quên được, nhưng mà có những người họ quên được thì tôi cũng chịu thua. Cái đó có lẽ họ giác ngộ sớm hay là họ đã thành đạo rồi, mình cũng không hiểu nữa. Mình cũng không hiểu. Nhưng mà quên là quên thế nào? Cái quên, cái quan trọng là quên thế nào? Nếu mà người dân ngày hôm nay được sung sướng, được hạnh phúc, được hình giống như là những cái gì mà được diễn tả tốt đẹp đó, thì tôi đã quên rồi. Tự nhiên mình quên. Đúng không anh Mưa Trên Phố Quế? Đúng không anh Tâm Hòa? Tự nhiên mình sẽ quên. Vì cái đó không phải vết thương nữa. Vết thương đó là vết thương trên thể xác thôi, tâm hồn mình sao không? Bây giờ cái nhìn lại cái quê hương của mình, trời ơi, không còn một cái gì nữa. Nhiều người ta nói ủa quê hương còn đó, phát triển ầm ầm ĩ ĩ, người đông như đúc, ngoại quốc nó tới như điên, bỏ tiền đầu tư mỗi một năm đem về không biết bao nhiêu tỷ đô la, vân vân và vân vân. Thì thưa quý vị, họ nhìn chỗ nào?
họ đứng ở chỗ nào họ nhìn vậy? Hay là họ coi phim ảnh? Bọn Việt Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những cái thắng của nó mà nó chiến thắng được miền Nam Việt Nam đó là nhờ cái nói láo, cái tuyên truyền láo khét của nó, một trong là những cái đó. Đó, sự cái láo khét của nó mà nó làm cho chúng ta ngày hôm nay phải ở ngoài cái vòng kiểm soát của nó. Mình mừng chết, mừng là một chuyện, nhưng mà buồn là cái chuyện nó phải buồn. Chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi. Từ những nhà tù này đến những nhà tù khác, từ những cuộc sống cơ cực, vân 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 vân, ở đây tôi không có nói lên hết làm gì. Nó khổ có một cái, có những người họ có thể quên. Tôi không có nói về quê hương còn nói nhưng chủ quyền về ai. Cái này mình bây giờ nếu mà không có thằng Cộng sản mình cũng không phải là chủ quyền. Nhưng mà bây giờ phải nói rõ nè anh Tâm Hòa, đất nước Việt Nam còn đó, nhưng cái chủ quyền là thuộc, phải nói về thuộc về người dân. Nếu mà người dân không thuộc chủ quyền đó, thì Đảng Cộng sản nó mất. Mà muốn giành chủ quyền đó thì người dân phải có phản ứng, phải có phản ứng chính trị. Tôi không nói rằng là người dân cần phải làm chính trị, nhưng mà người dân phải có phản ứng chính trị, phải có một cái thái độ chính trị để hầu và để sáng tỏ được, mới nhận diện được cái bộ mặt của Đảng Cộng sản. Còn nếu mà ngồi mà để chờ giống như đợi một phép màu nào, chờ một ông Tây Bà Đầm nào có thể tới để mà giải quyết, thì ông Tây Bà Đầm đã tới rồi. Mến chào lại anh Thiên Ca. Ông Tây Bà Đầm đã tới rồi. Những ông Tây Bà Đầm từ ông Obama tới rồi nói về Hai Bà Trưng, không phải nói về Du Văn Trung, rồi cái gì Bà Đầm, ông Tây nào, ông Bush cũng tới rồi nói về Hai Bà Trưng. Những cái ngụ ý đơn giản đó, nếu mà người hiểu thấu được đó là cái con đường người ta dắt mình, người ta chỉ cho mình giống ngón tay mà chỉ mặt trăng vậy đó. Đúng không anh Thiên Ca? Đúng không anh Tâm Hòa? Tựa như những câu chuyện Đức Phật chỉ ra ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi. Có những người đó họ chỉ ra hình ảnh của Hai Bà Trưng, hình ảnh của Vua Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào. Đó là một cách không lẽ trên cái phương diện ngoại giao người ta dùng những cái câu nói đó, những hình thức ví dụ coi ra là dí dỏm, nhưng mà muốn mang một cái thông điệp tới cho người dân là vậy. Nó khổ là khổ ở chỗ đó. Không lẽ mà không hiểu mà để mà kéo dài 43 năm. Thấm thoát đi 43 năm nó dài đằng đẵng. Có những người nói là hết nửa đời người, có những người mới 60 tuổi là đã đi theo ông theo bà. Thì này nó hơn nửa đời người, 43 năm nhưng nó dài lắm quý vị. Tôi nhiều khi tôi nhìn nằm xuống mà tôi không ngờ 43 năm khi thấy cái lưng của mình nó đã còng, con mắt mình đã mờ, râu thì bạc, tóc thì rụng, thì mới biết rằng trời đã khơi hết. Đúng đời người lại một giấc chiêm bao thôi. Đúng anh đã nói đúng, mình chúng ta là phù du mà. Nhưng mà không biết giải thích sao, mỗi lần tôi nói thiệt, mỗi lần tới nói tới ngày 30 tháng 4, nhiều khi mình nghẹn lời, mình không biết sao để mà phải giải thích mà nói. Mà có những người thôi, những người đó họ quên, họ cố quên thì mình cũng không nói gì. Mà tôi đặt cái câu hỏi hoài trong đầu tôi nói, ủa tại sao họ lại quên? Mà đó, họ đâu phải là ai. Cái họ đây á, là tôi xin thưa quý vị là những người cũng vượt biên, vượt biển, tìm đường tự do. Những người đã có những mà thân nhân, những cái bị trong những cái trại tù đồ này nọ vân vân, và họ cũng chịu những cái kiếp nạn giống như anh em chúng ta vậy, đang ngồi ở đây. Họ cũng chịu kiếp nạn đó, mà tại sao họ lại quên?
Mình không hiểu được quý vị. Một ngày nào đó quý vị đã thấy không? Biết bao nhiêu người đã quên hết rồi. Cách đây khoảng 10 năm về trước, tôi có thường hay nói, tôi trách móc những cái người mà quay trở về tiếp tay cho bọn cộng sản, là tôi nói là những con người đã óc cá, những con người đầu to đầu người nhưng mà óc cá. Có nhiều người họ nói tại tại sao tôi lại nói người người ta là óc cá, tôi mới cắt nghĩa. Tôi nói ở dưới quê tôi đó, hồi xưa ông ngoại tôi, ông nói muốn đi câu mà muốn biết con cá nó khôn hay là không đó, lấy cái dấu, làm cái dấu ở trên cái mang của con cá này, ở trên cái đầu con cá đó. Rồi câu nó dính rồi làm cái dấu đó, là thả nó đi. Thả nó đi rồi một hồi nó quay trở lại, nó cũng đốt miếng mồi đó nữa. Là quý vị nên, những người họ quên, họ quên đi những cái người, những cái kẻ đã hành hạ họ, thân xác họ, cướp bóc họ, và vì sao họ bị hãm hiếp bởi hải tặc vân vân và vân vân. Họ quên hết. Để chi? Bây giờ quay về cũng là tham sân si, ham danh hám lợi. Nhưng mà ham danh hám lợi đó, thưa quý vị, đó chỉ một thời gian thôi. Đó, nó con người là phù du mà. Sinh hoại trụ diệt, và cảm ơn anh Thiên Ca. Sinh hoại trụ diệt mà nó đâu có phải cái gì mà có thể mà trường tồn được vĩnh cửu được đó. Trên thế gian này không có cái gì vĩnh cửu hết, thưa quý vị. Không có cái gì vĩnh cửu được hết. Cục đá nó cứng như vậy mà nước chảy mà nó còn mòn. Sắt kia kìa, nó cứng như với thời gian vậy mà nó cũng vẫn còn mòn nữa. Nó rỉ, nó xét, nó tiêu, nó tan. Đủ thứ. Thì tôi không hiểu những người này, họ suy nghĩ cách làm sao mà họ lại quên đi và quay về như cái điều mà họ vừa thoát ra đó. Họ nói rằng tôi thoát đi để tôi đi tìm hai chữ tự do. Tôi thề rằng, tôi nói thiệt cùng các anh chị nha, tôi còn những cái bức hình đây nè, tôi sẽ đăng lên trên Facebook một số một chiều đây. Hồi trưa tôi có nói mấy người bạn kia, nói cứ để thôi. Tôi còn những cái bức hình mà quý vị sẽ thấy, mà quý vị sẽ không có ngờ tới là tôi còn giữ những cái vật cổ giống vậy. Một bức hình mà những người đã được đi đất nước tự do đón nhận rồi, đứng lên đây để cảm ơn những đất nước đó, trên cái đứng ở trên cái băng rôn, và đứng trên một cái hàng ghế có băng rôn là biết cái chữ gì, quý vị có tưởng tượng không? Thà chết chứ không trở về Việt Nam. Nếu còn cộng sản, thà chết chứ không trở về Việt Nam nếu còn cộng sản. Câu viết đó rành rành, cái hình đó tôi còn giữ rõ ràng ở đây này. Và tôi sẽ upload lên trên YouTube, hay là mai này tôi sẽ upload lên để cho quý vị coi. Mới ngày nào đó, bao nhiêu năm đó rồi, những người này họ sẽ ăn làm sao, nói làm sao khi những cái bức hình đó đã được đưa ra hả quý vị? Những người này họ đã quên hết. Họ ngồi, họ ăn, nằm, ăn, ngủ với những cái kẻ đã hành hạ trên thân xác mình. Họ hành hạ trên thân xác mình. Và họ hành hạ luôn cả tinh thần của mình. Gia đình mình tan nát, anh em chia lìa, cha mẹ xa cách, cũng vì ai, cũng vì họ. Vậy mà họ lại quay về. Họ lại quay về một cách ngang nhiên và hãnh diện nữa. Anh Thiên Ca, có nhiều người, anh Tâm Hòa, nhiều kẻ họ hãnh diện giống như là vinh quy bái tổ, mặc cả áo gấm về làng vậy đó. Không thể tưởng tượng được, thưa các anh chị. Những cảnh tượng nó không thể tưởng tượng, biết bao nhiêu những bài viết viết lên ở trong này. Có những người thương phế binh ở Sài Gòn, hiện tại ở Sài Gòn, khi họ thấy những cái cấp chỉ huy của họ hồi nào đó bây giờ đi ra hải ngoại bằng HCO,
Bây giờ quay trở lại ngồi trong ăn những nhà hàng sang trọng. Rồi ông HO đó ông mới bước ra, ông mới thấy lại người người đàn em của mình, người lính của mình đang ngồi trên xe lăn và bán vé số. Ông HO đó thấy vậy đó, ông mới mua 20 tờ vé số mà ông đưa đâu mấy trăm đô la. Số tiền quá lớn. Quý vị, câu chuyện này là câu chuyện có thật, chứ không phải là câu chuyện mà tưởng tượng đặt ra để về vấn đề nhân cách. Quý vị có biết cái câu trả lời của anh Thương Phế Binh bán vé số đó là sao không? Ở đây, ông thầy, cho tôi gọi lần cuối, ông thầy. Vé số này đó, tôi bán có bao nhiêu này? Nó không đáng 10 đô la, không tới 10 đô la nữa anh ấy. Không tới 10 đô la nữa. Nhưng mà ông thầy đưa cho tôi 100, 200 đô la để làm cái gì? Tôi không hy, tôi số tiền này đối với tôi rất lớn. Nhưng mà cái mà tôi muốn hy vọng ông thầy đi ra xứ ngoài được làm gì, ông thầy hãy về hay là làm một cái gì đó để cho dân tộc Việt Nam. Chứ không phải về để mà ăn chơi cái kiểu đó. Ông kia, ông thầy mà, không biết nói sao. Ngậm miệng. Và người Thương Phế Binh đó, họ chỉ lấy đúng số tiền bán vé số mà thôi. Còn ngoài ra số dư trả lại hết. Quý vị thấy cái nghĩa cử đó không? Nhưng mà có lẽ rằng nhiều người họ nói rằng cái chuyện tôi kể nó không có thật. Và cái chuyện đó là hoang tưởng vì cái sự thật là nó không phải vậy đâu. Thấy 100 đô la người ta mừng. Đó tùy người. Tùy người. Dạ đúng. Tùy người. Có những người họ có cái tự ái. Họ có nhân cách. Họ có một cái hy vọng nơi. Quý vị nên biết trong quân đội kêu ông thầy giống như là một cách cái chỉ huy của mình vậy đó. Họ tin tưởng, họ hy vọng nhiều lắm. Khi thấy về mập éo rồi rồi ăn chơi ngồi chung với mấy tụi công an, ăn nhậu trong những nhà hàng sang trọng, kiểu áo gấm về làng thì mất hết, làm cho anh ta tiêu tan hết. Và cái câu chuyện đó nó đã được phổ biến rất là nhiều. Mà ở trên net tôi dám chắc là quý vị chắc không có thấy. Sau một cái thời gian đó, tôi cũng nói thôi, chắc có lẽ cái vấn đề này nó làm cho nhiều người buồn, mà để thôi cũng hy vọng anh ta sửa lại. Nhưng mà tưởng sao? Trời đất quỷ thần ơi, không phải một người quý vị. Sau đó từng đợt, từng đợt, từng đợt, đàn ông có, đàn bà có, nhiều quá, nhiều quá. Nó nhiều đến nỗi mà mức độ tôi không thể tưởng tượng được quý vị. Có những người hồi xưa, hồi lúc mà tôi còn ở bên Việt Nam, còn trẻ, quý mến những cái ca sĩ tôi thích lắm. Qua đây tôi cũng ráng ủng hộ, tuy rằng không có tiền nhưng mà cũng ráng ủng hộ chút đỉnh để mua. Và trong đó cũng có quý vị nè. Những cái tiếng hát đó bây giờ nó cũng hay lắm chứ. Chúng ta giúp đó là muốn nuôi dưỡng trở lại những cái gì văn học nghệ thuật của miền Nam Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà ác thầy, họ quên đi. Bây giờ họ chê, hay là họ cảm thấy không đủ. Lòng tham cái lợi nó không có đủ thỏa mãn được cái lòng tham của họ. Họ muốn được tân bất thiệt nhiều. Họ muốn được nữa, được nữa, được nữa. Và cuối cùng là họ bỏ hết và để quay trở về trong đất nước. Tưởng làm cái gì? Đứng xếp hàng để xin mấy cái thằng văn công của Việt Cộng đó, xin phép nó để được ca, được hát, được múa, được nhảy, được này, được nọ. Rốt cuộc là bây giờ có những kẻ càng trơ trẽn hơn nữa. Cái ngày 30 tây tháng 4 năm 1975, hàng vạn xác người chết
trên biển đông, trong rừng, trong nhà, khắp nơi. Biết bao nhiêu người mạng người chết ở trong vào ngày 30 Tây tháng 4. Những kẻ đó họ vui gì, nhân cách ở đâu mà hát trên những xác người, chạy lên trên sân khấu để dán lên những cái affix là lên để mà bán vé mà. Trời đất ơi, hết nói luôn, không thể nào tưởng tượng được. Những hành vi đó thì quý vị, tôi nghĩ rằng mình lớn tuổi, mình có thể quên, mình buông. Tôi cũng muốn buông lắm chứ. Trời đất quỷ thần ơi, mình vác làm chi cho nó nặng, bỏ làm túi làm chi nó nặng túi. Mình đi nó khó khăn, mai mốt mình có lên nó tủ nó cũng nặng quá, mình bước lên không kịp nữa, nặng lắm. Mình muốn buông mà buông không có được. Hầu giống như là nó đã may dính vô trong cái túi tư tưởng của nó rồi, không có thoát ra được. Thì thử hỏi quý vị đó, những cái cảnh đó nó làm cho quý vị như thế nào? Thôi, những cái tuổi già nó đã qua đi, mình không nói gì. Nhưng mà cái tuổi quan trọng đây nè, bây giờ đây nè, cái sự thật nè, tôi cũng có nói hoài. Tôi nói bây giờ quý vị thay vì á, những cái đồng tiền của quý vị dùng vào những cái chuyện, tôi đây là tôi không có bàn tới những cái chuyện mà những người muốn được ân phước, hay là nhiều người nói là cứu người là xây bảy chuyển chùa gì đó rồi vân 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 vân, cái chuyện đó tôi miễn bàn. Nhưng tôi nói thôi, bây giờ chúng ta muốn biết tại sao mà đất nước Việt Nam chúng ta có ngày 30 Tây tháng 4, và 30 Tây tháng 4 là gì? Muốn để cho giới trẻ con cháu của chúng ta nó biết ngày 30 Tây tháng 4 là gì, để cho nó đừng thắc mắc nó là người Á Châu mà tại sao bữa nay nó ở bên Hoa Kỳ, bữa nay nó ở bên Đức, ở bên Pháp, bên Nhật, bên Lộ, khắp nơi ở trên thế giới. Muốn như vậy là phải nói cho nó biết cái nguyên lý ở đâu mà ngày 30 Tây tháng 4 chúng ta đã chọn lựa bỏ phiếu bằng chân để đi rời khỏi đất nước. Chúng ta chọn lựa tự do. Tại sao chọn lựa tự do? Chúng ta không thể sống như kẻ độc ác, và chính những kẻ đó sẽ mang hại tới cái cá nhân của chúng ta trước. Đây là cái ngụ ý tôi muốn nói. Có những người có thừa tiền rảnh bạc lắm. Tôi không biết họ, nếu mà nói chuyện làm, họ làm chuyện rùi bu thì tôi không dám nói. Có thể là họ nghĩ rằng họ làm phước, cái chuyện đó là phước. Nhưng mà thôi tôi cũng miễn bàn. Nhưng mà tôi chỉ xin nhìn nè, quý vị nên biết rằng cái miền Nam Việt Nam chúng ta lọt vào dễ dàng bàn tay của Cộng sản là bị phản bội bởi người đồng minh thân thiện Hoa Kỳ. Đúng không? Cái đó là cái điểm tiên yếu nhất ở trong cái tích của 30 Tây tháng 4. Chúng ta bị phản bội, chúng ta bị người đồng minh, anh em đồng minh đâm vào lúc cán mà bắt chúng ta phải bất tử. Một con người đang mạnh khỏe đủ sức để chiến đấu mà bây giờ phải uống thuốc để mà tự tử, cột tay lại để cho kẻ khác đem giết. Đó là những người dân miền Nam. Và nói riêng hơn nữa, đó là của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nó rõ ràng như vậy. Bị bất tử mà quý vị, làm gì được? Rồi trong khi đó, cái đảng Cộng sản nó được cả thế giới, một mặt khối Cộng sản thì ủng hộ vũ khí, đạn dược, lương thực. Còn một số nước khác không Cộng sản thì làm ngơ những cái việc của nó làm. Quý vị thử coi, làm ngơ của những cái việc của nó làm. Nó đắp mô, đặt mìn, khủng bố dân chúng miền Nam bao nhiêu năm, có ai nói đâu. Mà vì với chủ đích chính trị, một hai cái hình của tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Bảy Lốp. Mà tên Bảy Lốp này đều có vừa gì, giết bao nhiêu người rồi mới bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn chết. Những cái bức hình đó đã đi di chuyển trên thế giới,
và với dụng ý để mà đánh sập miền Nam Việt Nam, giao trọn cho bàn tay cộng sản, cái đoàn phái của cái tụi phản chiến nó ra đời và nó tiếp tục để mà ấn sâu miền Nam vào trong cái vũng bùn. Những cái đó là cái tội ác. Nhưng mà những cái tội ác của cộng sản đó, của cái khối Đông Âu đó, có ai nhắc không quý vị? Liên Hiệp Quốc có nhắc không? Ngày hôm nay quý vị thấy nó buồn tủi không? Liên Hiệp Quốc lại là bây giờ bầu cái thằng Việt Cộng vô là cái ghế gì bảo an Liên Hiệp Quốc. Trời ơi, tôi thấy tôi nói thôi rồi rồi. Người ta bầu cái kẻ giết người vào ở trong cái chỗ mà đang hành sự từ thiện hay là nhân đạo. Đâu là công bình? Đâu là bác ái? Vậy Liên Hợp Quốc là phục vụ cho ai? Phục vụ cho những cái nước bị cô yếu hay là những cái nước giàu có? Thôi, đó là chuyện riêng. Tuy nhiên nhìn vào cái mà của mà đưa những cái sự việc mà đưa trả về ngày Việt Nam ngày hôm nay đó, tôi chỉ mong rằng những quý vị nào có tiền giàu có đó ở ngoại quốc nè, ngày hôm nay nè, những ông to bà lớn, những người tự xưng là ông này ông nọ hay là làm gì đó, thưa quý vị, muốn lưu truyền lại cho con cháu quý vị nghe được, thấy được, biết được những cái tội ác đảng cộng sản đó, thì sao? Chỉ có một phương cách, tụi Việt Cộng, đảng cộng sản Việt Nam nó còn làm lên cái gì đó, bảo tàng tội ác Mỹ ngụy ở tại Dinh Độc Lập cũ của tổng thống Ngô Đình Diệm, quý vị, nhưng mà bên hông đó, nó làm bảo tàng tội ác Mỹ ngụy. Bây giờ ở trong nước thì chúng ta không thể nào là làm được cái bảo tàng tội ác của Việt Cộng đó. Mà nhưng ở hải ngoại làm được chứ, thế giới tự do làm được chứ. Bên Mỹ biết ông bao nhiêu những ông giàu, người to, người lớn, biết bao nhiêu người có những cái tài liệu, có thể làm được chứ. Mình có thể chết đi, tôi có thể chết đi, tất cả những người già rồi cũng phải ra đi. Nhưng mà có những cái đó, vết tích đó để lưu lại cho con cháu biết rằng cái tội ác của cộng sản là như vậy, nên cha chú mới bỏ đi. Cha chú đã bị tụi này cầm tù, hành hạ, có những người đến chết mà không có mặt ở trong này. Nhưng mà đặc biệt muốn để cho thế giới, thứ nhất là thế giới tự do, trong đó là người Mỹ và những người bảo vệ hòa bình thế giới, họ biết rằng cái người mà họ cho rằng là đứng đầu ở trong Liên Hợp Quốc để bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc, vân 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 đó, là những tên giết người. Những tên giết người, quý vị vô cái đài Á Châu Tự Do, quý vị sẽ thấy cái đó. Quý vị sẽ thấy cái đó liền. Tại sao mà không có những cái đó? Tôi thấy nó khó khăn cách gì ở đâu. Quý vị nên biết là biết bao nhiêu những cái mà người miền Nam của chúng ta, người dân miền Nam ở Việt Nam đã làm biết bao nhiêu công việc quý vị, để hầu cho tụi Việt Cộng nó biết rằng đất nước nếu mà cứ tiếp tục trên đà này thì sẽ là nô lệ cho tàu, và tàu sẽ là làm chủ đất nước Việt Nam giống như là Tây Tạng vậy. Làm nhiều lắm. Thằng Việt Cộng nó biết nữa, thằng Việt Cộng nó thấy nữa. Nhưng mà rốt cuộc không có đầu vô đầu hết. Thôi, thành ra mình cũng hãy cái bằng cái vận nước, nếu nó đã vậy. Bây giờ cái vận của người dân nó cũng vậy luôn. Bây giờ mình chỉ không nói chờ thì cũng không phải chờ, chờ cái gì nữa. Có thể mấy người trẻ còn chờ chứ bây giờ giống cỡ tôi đây mà chờ cái gì nữa.
Thì có được lúc nào hay lúc nấy, lúc nào mừng được thì mừng, lúc nào mà không có thì thôi. Thấy đất nước càng ngày càng tang thương quý vị. Bởi cái nhìn của nhiều người nói đất nước đi lên mà tôi không biết đi lên cái chỗ nào, không biết. Đất nước gì mà bây giờ đàn bà con gái đi khắp hết năm châu bốn biển, vừa làm ở đợ, vừa làm bán dâm, vừa làm đủ thứ nghề, miễn là kiếm đồng tiền. Quý vị phải nên nhớ, có nhiều người nói trời ơi, tại mấy người đó làm biếng, là không chịu làm bằng tay chân mà đi ra nước ngoài. Nhưng mà nếu mà nói như vậy phải suy nghĩ, ai tổ chức cái đường dây ra nước ngoài? Quý vị nên nhớ là 100 năm đô hộ giặc Tây, có ai đi ra nước ngoài không? Đàn bà con gái trong nước, đất nước miền Nam Việt Nam có ai đi ra nước ngoài không? Để mà đi làm giống như bây giờ. Nhật Bản vô, có ai đi ra nước ngoài không? Có ai ra đi 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 làm những cái trò đó không? Mà mấy thằng Việt Cộng vô thì những cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Họ công nhìn sao? Đất nước đi lên đó hả? Họ nhìn chỗ nào mà họ nói đất nước đi lên? Rồi họ nhìn chỗ nào mà họ còn quay trở về để mà vui sướng? Ôm ấp với thằng Việt Cộng nữa thì tôi nghĩ hết nói. Mà nói thì cũng cũng khó quá. Thấy khó thiệt là khó chứ không phải là giỡn đâu. Hết 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 khó, hết nói được rồi. Chuyện của người ở hải ngoại, người ở trong nước. Bây giờ bởi vậy bây giờ mình đâu có còn, anh em mình còn được sống được giờ nào, thì mình chỉ nhìn đất nước mà mình tiếc thương thôi. Thành ra buông không được là ngay chỗ đó đó. Chứ không thôi là tôi đã buông. Cờ bạc rượu chè trai gái cái gì mình cũng buông hết rồi, mà chỉ có một cái buông cái nghĩ về cái quê hương đất nước mà không được, tại vì mình thấy trong quê hương đất nước còn khổ quá, người dân khổ vậy mà người ta không thấy, không biết người ta có thấy không, hay là người ta tất cả đều bị bệnh vô cảm, một cái bệnh mà bây giờ không thể nào trị được ở tại Việt Nam ngày hôm nay, không có thể trị nào trị được ở tại Việt Nam ngày hôm nay. Nói thật của quý vị, một cái nước mà bây giờ mang bệnh không thể tưởng tượng được, buôn thần bán thánh làm đủ thứ chuyện chúng nó là thôi. Bây giờ ở Việt Nam mà quý vị nói về vấn đề xã hội thì không có còn cái gì để mà nói đó, từ phong tục tập quán cũng không còn. Tôi có nói rồi, đất nước Việt Nam có chiếc áo dài là nói lên cái đẹp của người phụ nữ. Mà áo dài phải áo dài bận quần ra. Bây giờ ở bên Việt Nam nó bận áo dài mà không quần. Đàn ông nó cũng bận áo dài không quần rồi, đàn bà nó cũng bận áo dài không quần nữa, thì tôi hỏi quý vị còn cái gì đâu nữa là phong tục. Trong những cái lễ tang chế người đau buồn thì không còn đau buồn. Bây giờ lễ tang chế ở bên Việt Nam người ta vui mừng. Quý vị có thấy tưởng tượng không? Nhiều khi tôi nói vậy quý vị nói là tôi điên. Quý vị coi đi, có những cái mấy cái video nó đưa lên trên đó, trong tang chế cái hòm còn để đó, mà xung quanh những cái cô gái mà ăn bận sexy để đi qua đi lại, tưởng hỏi nhiều người biết hỏi có điên không mà làm vậy không. Đây là ý nguyện của cái người chết, chết rồi biết cái gì nữa mà còn muốn ở trần ở trùng đi tới đi lui đi xuôi đi ngược nữa, tôi cũng chả hiểu luôn. Cái này là cái mưu đồ của cái thằng Việt Cộng, cái đảng cộng sản nó muốn làm cho thối nát luôn cái tất cả những cái xã hội, để cho cái con người Việt Nam hiện tại bây giờ nó lăn xả vào cái sự đó. Thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi nói mà ăn chơi rượu chè trai gái rồi thì quá mức rồi, không còn gì nữa. Tội lỗi của thằng Việt Cộng tôi nói thiệt, nếu mà lấy nước sông Cửu Long của tôi giờ mà lấy rửa rửa cũng không hết, tội lỗi của nó đầy lắm, nói hoài 43 năm đã nói rồi, bây giờ còn nói nữa và nói hoài nói mãi không hết quý vị.
quý vị vô mà tin tức coi, không thể tưởng tượng được. Có nhiều chuyện mà quý vị như là không có nghĩ rằng cái cuộc đời mình gần chết rồi mà bữa mình mới nghe được cái những cái vụ này. Cha đánh con, cha hiếp con giết cha, làm đủ thứ trò, đủ thứ chuyện, đạo luân thường đạo lý đó không còn. Nghĩa là mất hết rồi. Chúng ta mất hết rồi từ ngày 30 tháng 4 1975 khi miền Nam bị cưỡng chiếm hoàn toàn bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó. Tôi xin cảm ơn hết tất cả các anh chị đã lắng nghe. Tuy nhiên tôi cũng không biết, mình nói hoài thì tôi xin mời quý vị thưởng thức một bài nhạc cho nó thay đổi không khí chút. Cũng mời những bàn tay anh vết thương Việt Nam nè, hay và những người khác, các anh chị khác. Hôm nay là ngày 29 thì quý vị cũng nên chia sẻ và đôi lời những cái cảm nghĩ riêng của quý vị, cảm nghĩ chung, cảm nghĩ riêng cá nhân, cái nhìn của quý vị về quê hương đất nước, chứ không có gì mà chúng ta phải ngại ngùng. Tôi xin tặng cho các anh chị mà nghe một nhạc phẩm này, nó buồn nhưng mà nó nói lên những cái gì mà tôi vừa nói với quý vị về cái Đảng Cộng sản. Lại nghe tiếng thét gào, tiếng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ đã tuôn tiên cho quê hương kỳ vĩ, dòng máu tuôn trên khắp nẻo quê thân một nơi. Đầu một nẻo đoạn trường, súng gãy hươm không, mưa ra thòn vòng. Lá cờ kia một thời ngang dòng, đã lát lên trên trận địa mê mông. Giờ nơi đâu hồn đang hiện trên không, hãy ở lại chốn rau chốn rốn cắt, làm những ngọn lửa không bao giờ tắt, bảo vệ đất đai tiến tổ truyền đời. Mày bảo ta, mày bảo tao quên sao các trăm ngàn anh em giờ vẫn vững chờ đợi. Thân dị dàng, tay khỏe chân gãy, thằng trước gàn chuyên viên súng máy vẫn cười vác bên làng đàn hoang hoang. Giờ lắc lại khàn giọng với cây đàn, hát bộ chợ xuân này con không về nghe mẹ. Thằng Tùng Đen một thời oai về, súng bên hông lựu đạn quanh người, nay âm thầm
với cặp mắt không người, tay giơ dấm cây gậy cong chậm chạp. Mày còn nhớ thằng vẫn nói lắm, nhưng hiên ngang sinh tử nhà tính, bao lần xung phong nó vẫn phóng một mình. Trước thượng cấp đại bàng ngơ ngang, tay nó run run đan rổ ra cho người. Một tay một chân nó để lại trận địa rồi, thân còn coi khô như cành cây. Nếu gặp mày nhất định mày bật khóc, vì bạn hiền này là lao đao. Còn bao thằng học quá mình ra sao, tên cụt thằng què bụng vài vết đạn. Có thằng tháng tư đêm chân vừa cụt tay áo, bị đuổi ra khỏi bệnh viện lặng lẽ, máu tuôn trào ngã sấp bên nhà. Giờ ngơ ngác trong nhà thương tâm trí, mày bảo tao quên sao, khi anh em ta sống trong đời kỳ thi. Vẫn có bao thằng áo gông xinh xao, hãnh diện con lên cơ vác về nhà, khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bàn thờ. Chúng cứ lờ đi, không dám cúi thấp người, nhìn bàn ta nằm dưới đất tang hoang. Thôi mày ơi, nói nữa lẽ hay ta. Lại tuôn chảy nghẹn ngào như suối, tao chỉ mong mày dù một gói năm con thôi. Gửi anh em xin lỗi chúng tao đã chạy thật nhanh khi tắt lửa tối đen. Bạn bè bỏ lại, bạn xa thì níu áo. Thôi tao nghẹn lại buồn ghê lao đao. Tao ngừng đây cho tao tả lối, các bạn cho tao giơ tay chào ngày tưởng niệm tháng cuối em, chào tất cả với trái tim tan nát, chào tất cả với trái tim tan nát. Xin thành thật cảm ơn các anh chị vừa lắng nghe nhạc phẩm Mày Bảo Tao Quên Sao của Duy Linh. Xin cảm ơn. Mến chào cô Ly, mến chào anh Chiến Đoàn. Có phải hình như anh Chiến Đoàn lâu quá bữa nay tôi mới gặp lại, cũng cả năm rồi. Anh sức khỏe ra sao?
Nếu mà anh thì mời anh lên giơ bàn tay lên nha. Anh chịu mừng ai? Lâu quá không thấy anh. Để anh lâu quá anh không thấy anh đi vào trở lại với diễn đàn để